Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là motor giảm tốc Mitsubishi, công suất là 2,2 kW, 3 HP 3 ngựa, được lắp với hộp giảm tốc Cycloid kiểu chỉnh đế. Sau đây sẽ là tem của motor. Tốc độ của 4 cực, điện 3 pha 3.8, dòng bảo vệ định mức 5 chấm, tốc độ bốc quay 1420 vòng trên phút, sự bảo vệ không được khám bộ IP55, chế độ làm việc liên tục S1, cấp chuyên nhiệt di động cấp F. Đây là phần hộp giảm tốc Cycloid chỉnh đế, trục ra trục thẳng. Đây sẽ là phần trục ra, đây là phần chỉnh đế. Sau đây là hình ảnh bên trong của hộp cực điện. Phía dưới nắp hộp cực sẽ có sơ đồ đủ điện. Thì chúng ta cần khi vận hành thì chúng ta đấu điện 3 pha 3.8 vào vị trí này để vận hành. Nếu khách cần thêm thông tin có thể liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Công ty Minh Motor. Sau đây là hình ảnh hóa xưởng.